Rất vui khi được gặp lại các bác và anh chị em trên kênh Góc Chia Sẻ của Duy Anh. Trước màn hình mọi người đang xem thì đây là những cây cẩm cù dòng thân gỗ. Nếu như tôi nói đây là cây cẩm cù lộc thì chắc hẳn nhiều người sẽ không nghi ngờ gì và nghĩ rằng đó là đúng cẩm cù lộc thật. Nhưng xin giới thiệu với các bác, với các anh chị em ấy, đây là một cái dòng cẩm cù thân gỗ. Các đặc tính của nó gần giống như cẩm cù lộc. Nếu như người ta cố tình bán, gọi là bán không thật ấy, thì họ vẫn có thể bán cho các bác, các anh chị em với giá của cẩm cù lộc. Và chúng ta về trồng không để ý thì cũng không thể biết được kể khi nó nở hoa. Bởi vì cái dòng này nó giống đến, nói chung là khoảng tầm 90% so với cẩm cù lộc về mặt hình dáng, kể cả là khuôn hoa. Thì đây là cây gì? Nó cũng là một dòng cẩm cù, dòng thân gỗ. Đặc tính sinh trưởng phát triển nó cũng như thế. Nhưng đây nó là một dòng cẩm cù tên lửa. Bây giờ tôi sẽ so sánh cây cẩm cù lộc cho các bác anh chị em chúng ta thấy nhé. Cùng trồng tại một vườn, cơ bản là cũng gần nhau. Đấy. Nhưng mà khi chúng ta đem so sánh là nó khác nhau khá nhiều, trước mắt là về mặt nhìn bằng mắt thường. Những cái cây mà tôi để sơ lộn á, lẫn lộn thì những cây nào tôi biết là tên lửa thì đó là cẩm cù tên lửa. Còn những cây không biết gì thì đó là cẩm cù lộc. Trong cái video này tôi chỉ muốn nói để cho những ai mà chúng ta yêu thích cái dòng cẩm cù nói chung và cẩm cù tên lửa hay cẩm cù lộc nói riêng thì các bác và mọi người chúng ta hiểu thêm một chút để tránh là chúng ta mua phải những cây nó không đúng mà chúng ta đang cần. Đấy, những cây này là những cây cẩm cù lộc lộc bên tay phải tôi vừa đưa sang đây. Thế tại sao tôi lại muốn nói đến cái việc này là thế này ạ? Thứ nhất là cây cẩm cù tên lửa này này, về cái độ sai hoa của nó thì không bằng cẩm cù lộc. Lá của cẩm cù tên lửa khi tốt lên á thì lá nó rất là to, nó to hơn và nó mềm hơn cẩm cù lộc, nó mềm hơn khá nhiều. Cẩm cù lộc này là lá nó cứng hơn, nó dày hơn và nó ngắn hơn. Còn cẩm cù tên lửa thì đây là khi nó còn nhỏ, còn khi mà lớn lên nữa nó còn dài ra nữa, nó dài và nó to. Đấy, tôi xin chèn một cái hình ảnh lên để mọi người có thể quan sát. Đây là cái cây cẩm cù tên lửa mọc ở trên rừng, nó phát triển và lá nó rất là to, to bằng cả bàn tay chúng ta luôn. Thứ hai nữa là cẩm cù tên lửa thì thân nó vẫn có phần mềm hơn cẩm cù lộc một chút, dẻo hơn một chút, nên là khi mà nó lớn lên thì cái độ võng, độ xà của cành nó mạnh hơn cái cẩm cù lộc. Cẩm cù lộc nó sẽ vươn và nó đứng thẳng, thường là đứng thẳng hơn cẩm cù tên lửa. Và điểm rất quan trọng đó là cẩm cù lộc nó siêng hoa hơn cẩm cù tên lửa, nó nhanh có hoa hơn. Và khi dùng làm bonsai thì cây cẩm cù lộc này nó đẹp hơn cẩm cù tên lửa rất là nhiều. Nó dễ tạo cái bệ hơn. Cái gốc nó phát triển như thế này, chúng ta trồng nó nâng lên và tạo cái bộ rễ của nó đẹp hơn. Cái này là tôi đang còn dần dần tôi sẽ ươm thành các cái chậu bonsai. Hiện bây giờ tôi có hơn 100 cây cẩm cù lộc.
Nhưng mà cái riêng cái cặp gỗ lộc này thì tôi cũng chưa 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 có ý định bán, do đó là cũng không giới thiệu về giá cả. Hôm trước chỉ bán có khoảng hơn 10 cây cho mọi người yêu thích thì chúng ta sưu tầm. Còn hiện bây giờ tôi cơ bản tôi đang giữ lại để tôi sẽ nuôi nó lớn một chút rồi tôi cắt đây tôi làm tạo thành các cái bonsai của cẩm cụ lộc. Hiện bây giờ thì trên thị trường ấy, cẩm cụ tên lửa này chúng ta dễ tìm hơn, mua dễ hơn. Còn cẩm cụ lộc này thì nó đang hiếm hơn, khó mua hơn, giá nó đắt hơn. Do đó thì có một số người người ta cũng chưa trồng cẩm cụ tên lửa này nhưng người ta chưa bao giờ biết được đến cái cẩm cụ lộc này đâu. Và có người người ta nhầm rằng nó là cẩm cụ tên lửa thì cũng như cẩm cụ lộc. Nhưng nó khác hoàn toàn, nó khác nhau khá nhiều. Cái hoa của cẩm cụ tên lửa nó có màu, cái cánh hoa thì thường ở về phía cuối cuối cánh hoa nó có màu, khi mới nở nó có màu xanh xanh táo, và càng về già thì cái màu xanh táo này nó càng chuyển thành màu màu hơi vàng vàng, nhìn nó không sạch hoa. Còn đối với cẩm cụ lộc thì nó trắng, gần như là trắng muốt, nó rất là đẹp, nhìn như ngọc ấy. Và cẩm cụ lộc thì hoa đã nở nhà tôi mấy lần rồi thì tôi biết là nó có mùi thơm vào ban đêm, thơm mùi hương sô cô la. Khi mới nở thì nó không thơm đâu, nhưng mà nó nở được khoảng, bung hoa được khoảng tầm 2 ngày, 1 đến 2 ngày thì nó mới bắt đầu có mùi thơm. Còn cái lần ngày đầu tiên hoặc là ngày thứ hai mà mới nở ấy, nó chưa bung nhụy thì nó chưa nghe mùi thơm. Nhưng sang từ ngày thứ hai, thứ ba cho đến khoảng tầm các cái ngày sau thì hoa nó thơm khá là mạnh và nó mùi ngọt của sô cô la. Về sau đến giai đoạn gần tàn thì cái mùi hương nó giảm dần. Dòng cẩm cù lộc thì hoa nó thường tồn tại, cái độ bền của hoa nó khoảng được 15 ngày. Nói chung là trên dưới 2 tuần một chút. Chú ý là khi cây đã nở hoa rồi thì mọi người đừng tưới nước lên hoa. Tưới nước lên hoa là nó sẽ giảm độ bền mất đi khoảng tầm 3 4 ngày. Bình thường để khoảng 2 tuần nhưng mà chúng ta tưới nước lên hoa thì nó có thể chỉ còn được khoảng 10 ngày, 9 10 ngày thôi. Còn đây là một cây cẩm cụ lộc mà tôi đã từng nhân giống nó ra các cái cây con này. Chủ yếu là những cây con này là ươm từ quả. Cây này tôi đang đợi quả nó ra và nó già để lấy và ươm cái đợt tiếp theo. Và sau cái đợt này thì cái này tôi sau đợt này tôi sẽ cắt đến đây để cho nó lên các cái cành con ở dưới này để tạo thành một cái tác phẩm bonsai. Còn đối với những khúc trên này thì sau khi cái quả này nó già và tôi đủ để tôi gieo hạt, lấy hạt để gieo ấy, thì tôi sẽ cắt hoặc chiết để tạo thành những cái cây ở trên này. Cẩm cụ lộc này nó rất phù hợp với những người cao tuổi. Vì như tôi đã nói hôm trước, nó rất là sớm cho hoa. Nếu như khi chúng ta ươm từ hạt lên hoặc là kể cả là cắt cành và dâm thì nó chỉ cần khoảng 4 tháng sau đến 5 tháng sau là nếu chúng ta chăm sóc đúng cách là nó đã cho hoa rồi. Cây nó chỉ khoảng 20 phân hoặc là như thế này chưa đến 20 phân nó đã cho hoa rồi. Chứ không phải chúng ta phải đợi từ năm này sang năm khác. Cái cẩm cụ tên lửa này nó lâu ra hoa hơn nhiều. Do đó là cây cẩm cụ lộc này là rất nhiều người ở nước ngoài người ta chơi. Mặc dù là nó xuất phát từ Việt Nam, đặt tên là gắn với tên của giáo sư Phan Kế Lộc, một nhà là đóng góp rất nhiều cho nền sinh học của Việt Nam. Ông đã tìm ra tại cái khu vực khu rừng Bạch Mã ở Thừa Thiên Huế năm 2011 hay 2012 gì đó. Và cây này được đặt tên bắt đầu từ năm năm đó khi mà ông Phan Kế Lộc ông tìm ra. Thì hiện bây giờ nước ngoài ta
chơi rất là nhiều. Bây giờ chúng ta vào mà gõ cái từ là Huzza Lokki, có nghĩa là nó là dịch ra ta gọi cầm cù lộc, thì chủ yếu là ở các cái trang mạng, trang trang YouTube của nước ngoài có thôi, ở Việt Nam mình đang ít. Cách đây mấy năm ở Thái Lan ấy, các nhà vườn Thái Lan họ đã bán cho người nước ngoài với giá là 50 đô cho một mắt như thế này. Một mắt lá như thế này là 50 đô. Nó tương đương với là 1 triệu mấy đó, một mắt. Bây giờ thì nó rẻ rất là nhiều rồi. Nhưng mà dù rẻ hay là rẻ đi nhiều, nhưng nó vẫn đắt hơn cái dòng cầm cù tên lửa này nhiều lần, đắt hơn nhiều lần đấy. Do đó là các bác các anh chị em nếu như mà có yêu thích cái dòng này hoặc là chúng ta muốn sưu tầm ấy, thì cũng phải tìm cái nơi người ta đã biết rõ chúng ta mua. Tránh trường hợp chúng ta mua là nhiều khi họ không phải cố tình lừa mình đâu. Nhưng mà do bây giờ cái số người mà sở hữu những cái cây cầm cù lộc này ấy, đích thân họ cắt ra họ ươm hoặc là hoa đã nở nhà họ thì cũng chưa phải là nhiều. Đó, do đó là cũng tôi xin chia sẻ một chút như vậy rồi để các bác các anh chị em chúng ta nắm thêm. Còn hôm sau tôi sẽ nói về cách mình trồng, cái chất trồng trong này như thế nào, rồi chăm sóc như thế nào để cho nó lớn và nó ra hoa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.